Hey guys, welcome to my channel. Mình sẽ chơi tám bộ game dưới đây. Bắt đầu là này. Lên nào. Được, đi thôi. Wow, chúng ta đi nào. Wow, chưa có gì cả nha. Hôm nay mình sẽ phá đảo sau này nè. Mấy con mình không chơi được rồi. Không có gì à. Mình sẽ cho cái thanh này vào đây nhé để khởi động cái máy này nhé. Ok, mình để tạm đây đã. Bây giờ mình sẽ lấy cái lò vi sóng này. Không biết gì đây đi nhé. Quá đây rồi. Mình còn một bên kia đấy nha. Uầy. Nào nào nào, đâu rồi đâu rồi. Ok mà. Cho này khá. Mình sẽ hôm nay mình phát đảo cho này mình thôi. Rồi lắp pin cho, kéo gần cần gà này. Ok. Tiếp lấy quả pin ra. Đấy, chúng ta sẽ sạc cái xong quả pin này rồi nhé. Ok. Mình đã có cổ súng nha, súng điện nha. Nào. Rồi. Rồi, sao vứt đá vào đây? Các bạn phải vứt đúng cái lon khí nhé. Đóng cửa lại. Yeah. Thôi mình nghe được nhé. Cool. Sure, we'll get out of here soon.
Rồi. Yes. Đóng cửa. Sẽ đi xuống dưới. Lấy cái này. Wow, có bạn nào chóng mặt không? Mình chơi trò này ngày trước hơi chóng mặt nên là đỡ rồi. Các bạn nhìn này. Nhìn này, đó. Đây là này. Rồi mình thử bắn cái này dựng xuống nhé. Bắn vỡ hết cái cửa sổ này. Bắn xe trước mà. Ôi, thằng này sửa nhanh thế nhỉ? Ok, mình hết đạn nha. Bye bye. Ok. Quả chiến này nhỉ? Rồi mình sẽ vào phân xưởng này. Ok. Mình sẽ phải phá cái này giữ. Ok. Ok. Đâu nhỉ? Đây này. Vào đây nha. Ok, mình chuẩn bị xong rồi đó.
All good over there? Perfect. We continue with the plan. Thôi mình không bỏ qua cho hết nhé. Đây. Oh. Lấy con xe đồng này. Tiếp theo mình sẽ đi xuống bên dưới. Lên trên nào. Đây, mình sẽ lắp vào cái van này nhé. Để mình mở nó ra này. Một cái. Ok. Một van, còn thiếu hai cái van nữa, còn cái van xanh nữa. Đây rồi. Ok. Ra cái thằng này. Mình sẽ tháo cái van đỏ đây nhé. Đợi nó đi xa đấy. Ồ. I think those cables should be fixed. Nói cái gì? Đây rồi. Ok. Mình sẽ lắp cái đỏ nhá. Ồ. Go. Ok, mình đã làm được rồi chơi nha. Ok. Bây giờ mình sẽ chuyển sang trò tiếp theo nha. Genny. Bắt đầu. Wow. Sợ quá. Okay.
Cho nên mình đã phá cái cầu chi. Tiếp theo là mình vào đây mình... Ồ, bà ta xuống vậy rồi. Đâu rồi, bà ta đâu rồi? À, đợi một lúc cho bà ta đi qua nhé. Bà ta này. Đó, xuống. Các bạn đợi một tí nhé, nghe tiếng mà. Wow.
Nè, bây giờ mình sẽ mở cái này nha. Đấy, đây nè. Chúng ta sẽ cho vào đây nè. Kéo cái này lên có chìa khóa. Tiếp theo nhé, đó là cho Ashi Kim Bro. Let's go. Chúng ta mở khóa nhé. Chút mà đùa.
What an elusive boy. What an elusive boy. I hope he doesn't go too far. If something happens, my mini rods will let me know. Okay, bắt đầu rồi. Sao? Ý kiến gì? Cho nên phường à, nói tiếp. Trứng ở đâu nhỉ? Một cơn trứng này. À. Mình quên nhé. Cho đi các bạn. Không biết ở đâu. Đâu nhỉ? Quẹt kèm này. Đây mình làm một cái nha, rồi mình sẽ tìm cái đã. Không nhớ để đâu nhỉ. Wow. Bây giờ mình sẽ quay lại mình đặt kem nhá. Kem đâu rồi? Ra đây, ra đây nào. Cây kem nữa thôi mà. Yes, mình đã tìm rồi nha. Mình sẽ bay vào chỗ cũ thôi nào. Yes. Ok. Mình chạy xuống dưới. Mình có ID luôn.
1542. 1542. Đâu nữa nhỉ? Mình sẽ mang cái kẹo này ra kia nhá. Xe gì bẫy lắm nha. Cho nó rơi ở đấy là sao? Số nữa thôi. Một số nữa thôi mà, đâu rồi? Sói rồi. Trời. Đâu ta? Số 4 đây rồi. Được cái nhỉ? Mỗi số nó thôi là mình đăng này mà không thấy đâu. Sửa bố mày. Ơ. Bốn, bảy.
đèn. Chuyện đến tiếp theo nhé, Squid Game. 무궁화 꽃이 피었습니다. 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 내 말 대하나. 오, 메시지 chọn cái này nhá. Hóa ra cái gì nào? Ô, hình tròn à? Ok, miếng thứ nhất, miếng thứ hai, miếng thứ ba, miếng thứ tư, miếng thứ sáu, miếng thứ bảy. Ok, đạt. Nhờ vào tiếp theo nào. Wow, wow, wow. Mình sẽ cho cái thanh này nhá. Cái thanh các bạn nhìn không? Đó, 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 đó. Oh, yeah. Mình sắp quên rồi. Ok. Nhưng mà tiếp theo mình sẽ bắn bi nào. Wow, mạnh quá. Bắn bi vào lỗ này các cậu ơi. Yes. Oh. Trời. Trời. Không được. Bên cuối cùng rồi. Oh, mình thua rồi. Ok, mình sẽ chuyển đến toán tiếp theo nhé. The Baby Angel. Nào, ok, bắt đầu. Wow. Bây giờ mình sẽ đi lấy sữa cho bé uống nhé. Nào em ơi, uống nào. Wow, mình sẽ đi thêm cho bé uống rồi. Cho em bé nằm những cái bồn cầu đi. Mày nha, mình đừng có định cho bé ngồi lên bồn cầu ấy. Wow. Đâu rồi? Trời ơi, sao đi ra đây rồi? Ok, mình chưa xem TV. Gì?
phim nha. Wow. Ok, mình sẽ chơi trò tiếp theo nhé. Đẹp chị cơ. Cho nên mình sẽ chỉ bắn đi bắn một con zombie thôi. Ok, mình sẽ chơi trò tiếp theo nhé. Sau đó là phải. Let's go. Ô kìa, chết rồi. Mình quay lại em vào một này. Ok nha.